Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2024, thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa tổ chức buổi họp mặt đầu tuần và thông tin về buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại phòng khám diễn ra vào ngày thứ tư 29 tháng 5 năm 2024 sắp tới. Buổi lễ họp mặt đầu tuần này, thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của phòng khám và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, trao đổi về công tác khám chữa bệnh trong tuần qua, đồng thời đề ra phương hướng cho tuần tới. Như vậy, ngày 29 tháng 5, buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư là sự kiện đặc biệt nhằm tri ân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và biểu dương những bệnh nhân ung thư đã tin tưởng và lựa chọn phòng khám cha Tường trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Buổi lễ cũng là dịp để chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần các bệnh nhân ung thư đang trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn muộn tại phòng khám. Đặc biệt trong buổi lễ này, ban tổ chức sẽ tri ân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành hỗ trợ phòng khám trong thời gian qua. Nhờ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã có thể mang đến những dịch vụ hỗ trợ điều trị ung thư chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy xin trân trọng kính mời toàn thể cán bộ nhân viên phòng khám cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí các bệnh nhân ung thư và người nhà bệnh nhân đã và đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự và động lực to lớn cho phòng khám cho Tường yêu thương cho không thì các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính mời. Thầy Thanh xin được kính chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi sáng hôm nay nha, sáng đầu tuần thứ hai. Thì hôm nay thầy Thanh cũng muốn sinh hoạt một chút với quý bệnh nhân về cái công chuyện hiện tại của mình cũng như là cái chương trình sắp tới. Thì ngày hôm nay là đầu tuần thứ hai, thì các bệnh nhân mà đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đó sẽ gặp thầy Thanh vào buổi sáng hôm nay. Đó là chương trình hôm nay. Ngày mai là buổi sáng, ngày mai thì Thanh không có khám sớm mà sẽ cùng với người nuôi bệnh nhân á, những ai mà có thể giúp được á thì sẽ dọn dẹp cái phòng phía trước, có nghĩa là dọn dẹp cái sân với cái đường đi vô phòng khám mình cho nó sạch sẽ. Bởi vì thời gian vừa qua cái công trình mình làm, mình cũng có những cái bao xi măng hay là những cái rác mình sẽ dọn dẹp ở trước phòng khám. Là bắt đầu là buổi sáng ngày mai là 7 giờ rưỡi là bắt đầu tiến hành dọn dọn chắc cỡ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đông thì có thể dọn nhanh hơn chút. Thì quý bệnh nhân, quý người nuôi nào có thể giúp được thì có thể hỗ trợ cho các thầy nha. Và sáng thứ tư, dự kiến sáng thứ tư tuần này là ngày 29 á, là sẽ tổ chức cái buổi lễ ra phòng khám, có nghĩa là bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Điều đó là rất là vui mừng. Thì trong buổi lễ ngày hôm đó đó, các thầy có tổ chức cái chương trình bốc thăm trúng thưởng á. Thì chương trình này là do anh Phạm Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông của phòng khám tài trợ, thì hôm đó anh cũng có về để tham dự. Thì mình phải đi sớm nha, ví dụ như những người nuôi á có thể lên đây để điền thông tin của người bệnh vào trong cái phiếu bốc thăm đó, là từ 6 giờ cho tới 7 giờ là cái thời gian đó là mình sẽ điền phiếu, cho nên là người nuôi cố gắng đi sớm hơn chút. Thì rồi bây giờ quay trở lại nhà đó mình mới đưa người bệnh lên sau cũng được đó. Thì lưu ý cái đó, tại vì trong quá trình mà cái buổi lễ đó thì cái chuyện mà mình viết phiếu á là sẽ không có diễn ra, cho nên là mình sẽ viết trong khoảng thời gian từ 6 giờ cho tới 7 giờ là cái khung giờ đó mình sẽ viết cái chương trình đó. Thêm một cái nữa thầy muốn nhắc nhở là quý bệnh nhân cố gắng tới đây mình hỗ trợ điều trị thì mình phải cố gắng giữ phác đồ các thầy đã hướng dẫn như thế nào, mình cố gắng mình thực hiện cho đúng, đặc biệt là chương trình mà mình ăn cháo nano là mình cố gắng mình thực hiện cho nó tốt và không được phép ăn đạm động vật trong thời gian hỗ trợ điều trị ở đây, bởi vì nó có tính axit, nó làm cho tế bào ung thư nó phát triển nhanh đó, nó tạo ra môi trường để tế bào ung thư phát triển. Riêng những cái tính kiềm á, nó sẽ khống chế tốt hơn. Thì mình rau xanh trái cây thì tùy vào quý thầy
sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình, mình sẽ ăn được những loại nào, những loại nào mình cần phải ngưng đó. Chống chỉ định ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp hoặc huyết áp thấp, đó là những cái mà mình lưu ý. Còn riêng người nuôi á, thì cố gắng là phải chấp hành dùm cho các thầy. Thứ nhất là về vấn đề mình ở nhà trọ đó, thì trước tiên là mình sẽ phải chấp hành về an toàn giao thông ở tại địa phương. Ví dụ như đi ra đường phải đội mũ bảo hiểm, chạy xe đi đứng cẩn thận. Đó là những cái ví dụ như tập thể dục buổi sáng đó, có thầy thấy có những người nuôi bệnh nhân á, hoặc là bệnh nhân đi bộ buổi sáng tập thể dục, thì mình cố gắng mình phải quan sát đường, mình đi sát lề đường á, mình đừng có đi về hàng ngang, hàng hai, hàng ba. Hoặc là đội nón bảo hiểm, thầy thấy có nhiều trường hợp là không có đội mũ bảo hiểm khi mà mình tham gia giao thông, cái điều đó là không nên nha. Ở đâu cũng vậy, ở quê nhà cũng vậy, hoặc là ở đây cũng vậy, mình phải chấp hành, cái đó là bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Và cái tiếp nữa là về vấn đề rác sinh hoạt. Rác sinh hoạt mình phải để có nơi, có chỗ nào là chỗ để rác á, thì mình phải tập trung mình để lại chỗ đó, chứ mình đừng xả rác bừa bãi. Ví dụ mình đi tới đi lui ở khu vực này á, mà mình xả rác như vậy, nó sẽ làm cho cái ô nhiễm môi trường, mất cái mỹ quan ở đây. Mình phải để rác cho nơi có chỗ, và không có được gây gỗ, đánh nhau, hoặc là không có tổ chức đánh bài với hình thức ăn tiền nha. Lưu ý là như thế này, quý bệnh nhân và người nuôi, khi mình tới đây, cái mục tiêu của mình, mục tiêu chính của mình là đến đây để được hỗ trợ điều trị, chứ không phải là mình tới đây để mà mình đi chơi. Cho nên là mình có những cái mà mình phải tôn trọng, là đặc biệt tôn trọng cái môi trường tại địa phương, cái văn hóa, cái nề nếp tại địa phương này, thì mình phải chấp hành cho đúng, để mình để lại sau khi mình đã đi về nhà rồi, thì những tớp bệnh nhân kế tiếp họ sẽ tới đây, họ được hỗ trợ điều trị, kể cả phòng khám vậy. Cho nên là mình không được để lại cái tiếng xấu cho phòng khám cũng như là cái văn hóa chung. Rồi thì thầy nói về cái chương trình sắp tới. Bây giờ nói về chương trình hiện tại trước đi. Cái chương trình hiện tại là cái phần gạo là tháng rồi là đã có kêu gạo về rồi, cho nên là đã cái phần đó đã đỡ lo cho bệnh nhân. Trong tháng vừa rồi thì cái công trình mà xây dựng nhà sản xuất trà thảo mộc là cũng đã gần như là hoàn chỉnh. Thì sắp tới thì dự kiến cái ngày khai trương cũng trùng vào ngày mà ngày thứ tư á, là bệnh nhân ra viện. Thì sẵn tiện thầy cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, đã đóng góp để xây dựng cái công trình đó, nó rất là lớn. Thì cái danh sách mà các thầy sẽ phải lên danh sách và dán cái bảng ở đây, giống như là một cái kỷ niệm, một cái lòng biết ơn đối của thầy thuốc, của quý bệnh nhân mình thể hiện trên đó, đó. Đối với những Mạnh Thường Quân đã giúp cho phòng khám để xây dựng được cái nhà sấy thuốc. Thì do cái công trình đó nó lớn, nguồn kinh phí tập trung về đổ về đó nhiều, cũng như là làm cái sân để cho quý bệnh nhân đi trong cái mùa mưa này không có trơn trượt á, thì kinh phí dồn về đó nhiều, nên tháng này thì nó hơi thiếu hụt về kinh phí thuốc và bên cái phần bông gòn và cái phần kim châm á. Thì dự kiến á, là các thầy sẽ ưu tiên cố gắng làm sao xin cho được cái phần kinh phí về thuốc trong thời gian gần nhất, là trong tuần này hoặc tuần sau, cố gắng là phải có kinh phí đó. Trong trường hợp mà nếu như mà xin không được cái kinh phí mà về phần bông gòn với phần kim châm á, thì thầy nói trước với quý bệnh nhân là mình chuẩn bị thôi. Có nghĩa là nếu như trong trường hợp các thầy xin không được hai cái nguồn kinh phí đó vì nó lớn quá, lớn là do những cái kinh phí này nó tới liền liền, nên thử ra xin chưa kịp. Nếu mà xin chưa kịp á, thì phần bông gòn kim châm thì quý bệnh nhân có thể mua ở bên ngoài, mua ở quầy thuốc tây thì đem vô đây để các thầy sử dụng cho mình. Còn nếu như trong trường hợp mà đã xin đủ kinh phí lo được cái phần cái kim châm với cái phần bông gòn, thì quý bệnh nhân sẽ không phải đi mua ở bên ngoài mà các thầy sẽ lo phần đó. Thì giống như cha ngày trước cũng vậy, tất cả những cô bác tới đây là các thầy lo hết những cái phần đó. Ở đây tất cả các thầy sẽ không lấy bất cứ một cái kinh phí nào từ quý bệnh nhân, cho nên mình sẽ tới đây sẽ không bị áp lực về mặt tài chính. Nhưng mà do cái quá trình hoạt động á, đôi khi nó có những giai đoạn nó bị thiếu hụt, thì
Thầy cũng nói trước tại để cho quý bệnh nhân có sự chuẩn bị về mặt tài chính của mình. Khi mà mình ví dụ như mình mua gom gòn với mua kim châm thì cái đó mình phải cố gắng, có thể trong thời điểm thiếu hụt thì phải tự lo phần đó, còn nếu có các thầy có thì các thầy sẽ lo phần đó cho mình không phải lo. Về chương trình của tháng kế tiếp, tháng 6, thì cái phần nhà sấy thuốc và cái sân tập dưỡng sinh ở phía trước này thì dự kiến là trong tháng 6 này thì thầy quý sẽ buổi sáng sẽ có thể dành thời gian trong tuần có thể là một ngày để hướng dẫn cho quý bệnh nhân ở đây tập dưỡng sinh và tập hít thở. Tùy vào mỗi bệnh nhân, có người có thể đứng tập hoặc là có người có thể ngồi tập, thì buổi sáng lúc 6 giờ là sẽ tập. Thì cái khung giờ như thế nào và cái chương trình đó như thế nào thì các thầy sẽ thông báo sau trong đầu tháng. Còn trong tháng 6 thì các thầy sẽ cố gắng là làm thêm một cái chương trình nữa, đó là trồng rau sạch và cái vườn thuốc mẫu ở trong khuôn viên này. Bởi vì cái khuôn viên này nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà mình phải có những cái đó vì nó rất cần thiết. Rau sạch mình có thể mình sử dụng để mình ăn, ví dụ như các thành viên trong phòng khám, cũng như là nếu như có dư á, nhiều á, thì mình sẽ tới thời điểm thu hái thì có thể quý bệnh nhân có thể cắt một ít về dùng. Và cái chương trình là trồng cái vườn thuốc mẫu cập vào cái đường đi xuống phía xịt bên hông nè của phòng khám nè, với ở phía trước với dách các cái dách, thì thứ nhất là trang trí cho cái phòng khám mình nó xanh sạch hơn, và cái thứ hai là cái vườn thuốc mẫu nó rất quan trọng, tại vì các thầy sẽ sử dụng cái vườn thuốc mẫu đó để giới thiệu với quý bệnh nhân mình có những cái loại cây thuốc nào mà khi về nhà mà các thầy có hướng dẫn cho bệnh nhân. Tại vì ở đây bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có thời gian hỗ trợ là được 3 tháng, có thể bệnh nhân ở lại đây thêm thì tùy vào cái nhu cầu của bệnh nhân, muốn đăng ký ở lại thì các thầy vẫn cho phép bệnh nhân ở lại tiếp tục sau 3 tháng, hoặc là nếu chương trình mà mình không thể ở lại tiếp tục á thì mình về nhà, thì cái vườn thuốc mẫu đó có thể các thầy sẽ hướng dẫn cho từng bệnh nhân cụ thể về cái vấn đề tham khảo mình sẽ sử dụng cái thuốc nào, cái thảo dược nào, cái loại rau nào mà mình ăn khi mà mình về nhà. Như vậy là một cái điều rất là cần thiết mà các thầy sẽ thực hiện trong cái tháng 6 này, cố gắng là mình sẽ xây dựng được cái vườn thuốc mẫu đó. Thật ra nói vườn thuốc mẫu chứ thật sự ra đây không có đất để mà mình trồng, mà chủ yếu là trồng ở trên những cái khay ở trên những cái kệ, thì đó là mình tận dụng hết những gì mà phòng khám có thể mình làm được. Còn riêng về cái vườn thuốc á, thì hôm nay thì cái cây thuốc nó cũng lớn nhiều, mà thời gian vừa qua nó có cơn mưa đó, những cơn mưa vừa rồi đó thì cây thuốc nó phát triển rất là tốt. Và nhưng mà bù lại nó sẽ cỏ nó cũng lên rất nhanh, thì có một mạnh thường quân đã ủng hộ cho các thầy về cái máy cắt cỏ rồi, cho nên cũng đỡ về cái phần cắt. Nhưng mà chiều nay đó là chiều thứ hai nè, là chắc thầy sẽ mượn khoảng từ 7 người thanh niên đi, người nuôi á, ai có thể giúp được thì có thể theo thầy để xuống dưới đó làm cỏ dưới đó và trồng những cái loại thuốc kế tiếp mà mình đang áp dụng á. Tại vì một mình các thầy đây làm không kịp, nhưng mà nếu như mời mỗi ngày đi thì không thể được, nhưng mà mời một ngày thì chắc được, thầy nghĩ. Tại vì chương trình nó cũng gấp rồi, cũng phải làm, bởi vì nếu không làm thì cỏ nó lên nhanh quá, nó lấn cái cây thuốc. Đó là chương trình, thí dụ như ai mà có thể giúp được thì 2 giờ chiều nay thầy mượn 7 người để giúp cho thầy phần đó, rồi lên trên đây rồi thầy sẽ dắt xuống cái vườn thuốc dưới đó để hỗ trợ cho các thầy, phụ các thầy trồng với làm cỏ. Đó là cái chương trình mà thầy muốn chia sẻ với tất cả quý bệnh nhân đầu tuần sáng hôm nay. Chúc quý bệnh nhân luôn khỏe mạnh và cố gắng thực hiện tốt cái phác đồ của mình, để mình sớm mình sẽ được trở về quê hương với cái sức khỏe tốt hơn, giống như những bệnh nhân sẽ ra phòng khám vào ngày thứ tư tuần này.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.